alo em, đây anh sẽ nói thêm một số vấn đề ở trong cái bài này. Um, cái này thì em phải để ý về thớ gỗ nhé, cái này thì anh thấy rất là nhiều cái lỗi về thớ gỗ của em, này nó bị này, nó bị ngang bị dọc. các cái phần này nếu mà nó là ghép thì em phải vẽ ghép chứ không phải nó liền như này nhá, như này là sai. mình sẽ phải ghép vào, Được chưa? tất cả những cái vị trí đấy. Ở đây thì lướt một lượt thì anh thấy là những cái đấy của em đều có vấn đề. Đây này. Đều bị dọc hết. Cả cái cả cái tủ cả cái giường cũng thế, cũng bị kiểu ngưỡng như thế. Đây. Thấy chưa? Nó phải theo cái chiều này chứ. Tại sao nó lại dọc như thế được? Đấy tất cả đều bị như thế cái này phải chú ý nhé. <laughs> ở đây thì anh nói thêm cho em về cái phần thiết kế ấy, bởi vì là nếu mà em nhớ lại các cái phần nguyên lý mà anh nói ấy, thì cái bàn này, ví dụ như cái bàn này sẽ gặp vấn đề này. nếu mà em vẽ cái phần mặt đất ra, mình sẽ thử ngồi vào thì cái khoảng này của em nó đang bị rộng quá. đấy, mình cứ thôi bây giờ mình nếu mà ở đây thì anh chưa hình dung được là cái này em đặt đất hay là à, hay là treo. Nhưng mà với uh, như là với tính chất của một cái hình như thế này thì anh thấy nó có vẻ nó là cái tủ treo, cả một hệ này được treo trên tường. Đúng không? Và khi đó ấy, thì uh, cái phần mình ngồi sẽ là thọt chân vào đây. Nếu mà em tính theo nguyên lý mình tính từ cái mặt bàn này xuống đến mặt đất vào khoảng 720 đến 750. Bây giờ cứ để 750 cho thoải mái đi. 750 thì anh sẽ trừ đi cái khoảng này của em chỗ này khoảng 220 đúng không? Thì chỗ dưới này nó chỉ còn khoảng 500 mấy thôi. Đấy, nó chỉ còn khoảng 530. Với một khoảng cách như thế thì em sẽ tức là ngồi sẽ không thể để chân vào đây được. Và nếu mà ngồi cái ghế thấp để để chân vào dưới cái gầm này thì cái khoảng cách từ cái vị trí ngồi thì cái phần tức là cái mặt của mình ngồi ở đây cái tay mình thao tác trên bàn này là không thể. Tức là nó rất là khó chịu nhá còn nếu mà ngồi nếu mà không ngồi được thì tương lai bây giờ chân cái đầu gối của em nó sẽ đụng vào đúng vị trí này cái này anh đã nói rồi cái khoảng cách từ cái mép này đến cái mặt đất thoải mái nhất là 600 thông thường thì là 600 còn cật đất thì nó là 590 là mình có thể ngồi thoải mái đấy từ cái khoảng đấy thì bắt đầu em mới phát triển lên phần trên chứ còn với cái phần này thì nó lại không ổn nhá nó không ổn với thiết kế là không ổn dựng thì chả sai gì cả cứ thế mà làm mà ghép ván vào nhau thôi. Đấy, chỉ có mỗi cái ở cái góc này anh nhìn thấy này. Cái góc này của em đâu nhỉ? 3D này, đây cái chỗ này của em là em ghép ván nó hai cái ván nó phải ghép vào nhau chứ nó không như thế này. Và ở đây thì em phải tách khối nhá. Mình nên tách các cái phần khối này ra. Ví dụ như ở đây đây là một hệ trục này, đây là một module này, đây là một module này. Chỗ này của em mảng này là một module này thì nó sẽ hay hơn, sau đó ghép vào nhau được chưa? đấy thì cái thằng này em phải tính toán lại về thiết kế nhé về thể hiện đi trả vấn đề gì càng về sau thì em làm càng tốt hơn bài làm nó sẽ tức là cái khả năng của em nó tăng lên thì nó sẽ dễ dàng hơn đúng không? cái tủ quần áo thì uh, cái tủ quần áo này với cả cái giường nó cũng gần như tương tự bị với giống nhau này À, với cái tủ quần áo này khi mà em mở cánh nhá cái hệ cánh này của em nó là hệ cánh lọt, tức là nó đang nằm ở trên một cái tấm và nó lọt vào trong. À, với những cái cánh nó to như này thì chắc chắn là nó sẽ sệ, nó sẽ sệ xuống và sệ xuống thì nó sẽ sát vào các vị trí này. Với những thiết kế dạng như thế này thì kiểu gì nó cũng sẽ bị dính ở các khu vực này nhé dính ở khu vực này thông thường thì người ta sẽ xử lý khe tức là người ta sẽ làm cái khe nó rộng ra khoảng 5 mm hoặc là đến một phân để khi mà sau này cái cánh này nó sệ nó không có vấn đề gì cái cánh ở trên thì chả sao cả bởi vì nó có cả một cái khe lớn như thế này nhưng mà cái cánh ở dưới sẽ là vấn đề Đấy, tương tự như thế cho các khu vực ngăn kéo của em ở khu vực này nhá tiếp theo là đến cái phần tiếp theo là của em là cái, cái phần giường, đấy cái giường này cũng bị thi, thiết kế tương tự, thằng này nó sát xịt dưới mặt đất luôn. một khi mà nó sát xuống mặt đất thì cái khả năng lôi cái ngăn kéo này ra nó là một vấn đề rất lớn, đấy. cho nên là với những cái chi tiết như thế này, nếu mà mình là thiết kế thì mình sẽ phải sửa, nhá, mình sẽ phải chỉnh lại. còn mình là kỹ thuật thì mình sẽ phải ghi chú, ví dụ như ở đây em cách cái sàn này ra khoảng 5 ly đến một phân chẳng hạn thì sau này thằng này nó có sệ xuống ấy thì nó cũng không gặp vấn đề gì nhiều và thêm nữa là cái này nếu mà dùng ấy, thì nó không ổn nó không ổn ở mấy điểm này thứ nhất mình không thể để tao đầu giường được đúng không để vào đây là vướng trong trường hợp không dùng tác đầu giường thì cái việc mà mình mở nó cũng khó chịu bởi vì là khả năng mà cái phần này nó đụng vào ngón chân là có tức là khi em kéo nó ra và nó sụp vào cái đầu ngón chân của em rất là khó chịu khi sử dụng nhá với những cái phần như thế này tất nhiên là nếu mà quen thì mình có thể ngồi sang bên cạnh mình mở cái bên cạnh này ví dụ như là mình mở cái ở giữa thì mình ngồi nó sang bên cạnh đấy thì trong quá trình sử dụng thì mình lại phải làm quen thôi nhưng mà khi mà làm khi mà thiết kế em sẽ phải là người em sẽ phải là người mà sẽ tính toán để khi sử dụng khi khách hàng sử dụng hoặc là khi cái chủ nhà người ta sử dụng nó phải được thuận tiện và nó phải được ngon lành nhất chứ còn nếu mà mình cứ vẽ ra mình làm đồ lên thì nó vẫn sẽ ngon lành thôi tức là mình làm đồ lên thì nó sẽ chắc chắn về đúng cứ đúng cấu tạo là nó chắc chắn nhưng mà để thuận tiện trong việc sử dụng thì nó lại phải là cái người thiết kế đưa ra cho người ta Nhá. đấy cái này thì để tiết kiệm gỗ thì mình sau này mình có thể bỏ toàn bộ các cái thanh này mình có thể làm riêng những cái hộc này cũng được nhé yeah. đấy là tùy em thôi mình có thể làm riêng những cái hồng ngăn kéo này để mình bỏ bớt những cái phần này còn trong trường hợp mà em thiết kế để ở trong đựng đồ luôn thì nó sẽ giống như một cái tủ đúng không cả một cái tủ được đặt xuống và có phản để làm thành giường thấy chưa cái hệ này thì cứ rằng vào nhau cho nó chắc là được ở dưới này thì phải có tấm đáy bởi vì để đồ mà nó sẽ phải là những cái phần sạch sẽ đúng không thế nhá yeah. nói thêm cho em